Bà con, ai đang gặp vấn đề về kim cương đến shop tôi cam kết chữa khỏi 100%. Nhân dịp khai trương shop JimmyTV.com tặng miễn phí kim cương hàng ngày lên đến 1 triệu kim cương, tăng tỷ lệ trúng 9.999 kim cương siêu nhiều. Link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Konnichiwa, xin chào tất cả các anh em đã đến với channel của mình. Thì mình chỉ là Jimmy Kuteo. Bé xin bộ và trước khi bắt đầu video này, anh em biết không là đã có hơn 80% những người đang xem kênh của mình hàng ngày chưa có nhấn nút đăng ký, nên anh em hãy giúp mình là nhấn nút đăng ký nha, để cho kênh của mình đạt được 700k subscribe sớm nhất nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều. I love you. Mình sẽ ra bài két để mình nói cho mọi người nghe hôm nay mình sẽ làm gì. Ok, các bạn kêu mình là chị ơi thử 24 giờ lẻo đẻo theo người yêu đi. Ok, được luôn. Thì hôm nay mình sẽ lẻo đẻo theo người yêu. Trời ơi, nói cái bắt cỡ kia mấy bạn cứ cười nghe. Bùe à, dâm bùe à, dâm bùe. Mấy bạn cô kia của chú đi đâu vậy? Hôm nay tôi chơi với ông chứ đi đâu? À hả? Dâm bùe, a dâm bùe, a dâm bùe, a dâm bùe, a dâm bùe. Mấy ông đi đâu mà biết a dâm bùe, a dâm bùe, quẹ quẹ quẹ. Đi đâu vậy? Thì đi chơi với ông chứ đi đâu? A dâm bùe, a dâm bùe, a dâm. Gì vậy? Hello bạn ơi. Hello. Mấy người hai người đang đi đâu vậy? Mình phải dính dính với nhau. Ôi đi vòng chơi nè. Đi vòng vòng đó. Đi uống trà sữa không anh? Anh đi uống trà sữa không? Hôm nay Phúc Lâm mới giảm giá, giảm giá, có trà sữa mới. Có gì vậy? Mua đi bé bì. Ê chết rồi, qua đem tiền à, đợi xíu. Dâm bùe. Chị ơi, đi chung với tôi rồi đó. Có tiền đi mua trà sữa đi. Ủa tiền rồi bà để ở nhà bà, sao đi theo tôi hoài vậy? Có gì đâu, phát hoài vậy. Mua cho tôi nha, trà sữa chân châu nhiều, gấp đôi, double, topping. Trời ơi. Đâu trà sữa đâu, để coi coi, lựa cái nè. Con bò, cắn bò, bé ăn bò, dám ăn bò. What the hell? Quay hôm nay anh em tụ họp đám đủ thế nhờ. Đồng chứ ai? Trời ơi, tất nhiên. Quý thấy đồng vừa đi theo vui ghê. Ai uống rẻ kìa. Trời ơi, tụi bay uống xả rác dữ vậy. Đi chơi. Thôi, đi chơi đâu hết ngõ này à. Quay. Đi chơi đi không anh? Đi chơi đi, chơi nét. Đi chơi nét đây, đi chơi nét đây. Ôi, vậy đi vậy, đi nét đi. Ủa, sao lật mặt vậy? Vậy hả? Ôi vậy. Ở sao mẹ ơi nó không đi mà trời. Đi qua chơi net trước đi. Trời ơi, hôm nay nghe nói là phải cày được cái game kia, hiểu không? Game gì vậy? Cái game mà bữa giờ chơi hả? Dạ, game bữa giờ phải không? 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 Phòng VIP miễn phí. Phòng VIP. Yeah. Go. Dạ. Ủa, cái ghế này em cũng ngồi được nữa hả? Ủa, Quy cũng ngồi được luôn kìa. Hả? Ngồi chơi game một đầu, ok chưa? À, chơi đi bà, nhiều chuyện quá. Thôi nè. Ủa hay bình thường mà. Sống bình thường ngồi đi mời ghế cho đây. Sao á? Ghế dở, ghế si đau á. Ờ sống bình thường đi. Vô. Dạ dạ dạ, mình chơi nguyên hạn này đi. Vô. Mấy người đứng là gì em? Vô. Dạ. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ngồi ghế đi nha, tôi mới chị. Vô đi. Dạ. Đất chơi mai đáp. Chị nó bi chị đi làm đồ ăn đi, nhanh lên. Ủa gì vậy trời? Vậy không chơi nữa đâu, đi về. Ơi về luôn, chơi khác đi. Đi đâu chơi vậy mọi người? Đi tụi mình đi con trai mình đi làm cái qua đi. Dạ. Bây giờ tụi tôi đi làm công việc của con trai, những người con gái đi làm việc của những người con gái đi. Thôi mình đi chơi. Mấy bạn đi làm nè, đi kiếm mây. Tôi bận rồi, mấy bạn. Ủa gì vậy? Đi chơi rồi. Yeah. Tôi hôm nay ba mới chuyển gió. Tôi với chuyển gió, tôi là con trai xinh tốt tìm. Vậy đâu ai mà đi chơi với con gái mới đúng chứ. Không chịu, mấy người đi. Dạ. Mấy người đó đi tôi đi rồi. Cho tôi đi, tôi không biết đâu, nhanh lên. Thôi kệ đi anh ơi. Mẹ ơi, xin hoài mệt ghê á. Đi. Ủa, ông ấy vô đây vậy? Đi đâu vậy? Không, đi vô nhà bà làm gì? Ừ. Qua nhà sầu đi, qua nhà sầu đi. Qua nhà sầu đi. Chị con trai, đừng hỏi nhiều, có đi thì đi theo, đừng có nèo, không thôi đi về. Đúng rồi. Không được, thôi đi chung đi. Trời ơi, ai lấy đi, tao sắp bộ bài cái. Lần này không chơi tiền nữa nha, này hết tiền rồi, không chơi tiền đâu nha. Trời ơi, tiền. Không, lần này chơi khác đi. À, vậy rồi, bây giờ ai thua, thằng đó sẽ tuột quần xuống, được chưa? Trời ơi.
chơi. Thôi Jimmy, tôi nghĩ trò này bà không nên chơi đâu, con gái mà. Tôi là thần bài, yên tâm, trong những phát đã nhập rồi. Cháu không chị chơi luôn. Ra vậy? Ôi, vậy sao ba cái bài nhìn khó được mình? Chơi gì vậy? Chơi khó gì mày? Còn tiếp theo nè. Đó. Con gì? Không thấy con gì hết. Đó. Con gì mày? Con năm. Ghê vậy? Nè, 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 nè. Mời. Mời. Gà nè nè. Ôi trời. Tử quý heo nè. Tử quý. Tử quý heo đi. Mày tử quý heo đi. Mày tử quý heo đi. Mày tử quý hộ tao cái. Đợi đi coi coi. Trời ơi, heo đẹp luôn kìa. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Không chơi, không chơi. Nè, mày kìa. Ờ. Trời luôn, ba đôi thông nè. Rồi, gì vậy? Ai đù. Đi, bỏ qua, bỏ qua. Rồi, tới hai cái. Bỏ qua, bỏ, bỏ, bỏ. Được rồi. Bốn đôi thông nè. Trời. Anh đâu biết đôi thông nó gì. Ba đôi thông kìa. Mày sợ trái vô nha mày. Mày sao có giống chó mày, tao xem bài của mày nè con. Đâu bài mày? Mày sao quần ra như con bói đâu? Mày tốt ra, mày tốt. Mở quần ra. Kéo cái quần xuống. Không, mày kéo cái quần nó xuống. Mày kéo quần nó xuống. Tụi quần, tụi quần, tụi quần, tụi quần, tụi quần, tụi quần. Ê, Quy cũng đuôi luôn. Hồi nãy Quy bỏ lượt. Ê, dạ. Bỏ lượt. Ủa, bỏ lượt đâu phải thua đâu. Ủa, bỏ lượt luôn, nhanh lên. Dạ, dạ, ôi, đi quay gì trời. Chưa thua. Con người thua à. Đâu, 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 đâu. Trời ơi, vậy? Trời ơi, vậy là mày thích đi ăn từ lâu rồi không kìa ơi. Trời ơi, gái mấy con trai chỉ là chuyện một thôi. Ủa, chuyện hai là chuyện gì vậy? Cho chơi với, cho chơi với. Chuyện hai đó chính là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi phá nhà những đứa con gái. Má vui quá đi. Ủa, mà có đứa con gái gì? Tôi là chết với tôi, đánh bể đầu mỗi người, mỗi cái, tám cái xuống cục cây. Ây da, cái gì vậy? Không được phá nhà cô nghe chưa? Vậy bà cũng phải đi phá nhà mấy người khác chung với tụi tôi, ok? Đi, chơi vui gì chơi, nhanh lên, đây. Đi, 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 go, 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 go. Go, go, thì giai trò chơi mấy hầm trà, phá nhà, mấy bạn. Nam Bi trước, Nam Bi trước, Nam Bi trước, lấy hộp, lấy hộp, lấy rồi. Đây, 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 đặt cái này, đặt cái này nè. Ây da, một cục ngay đây luôn, một cục ngay đây luôn, một cục ngay đây, một cục ngay đây luôn. Trời, cái bạn đi. Rồi được rồi. Trời ơi, má. Ủa, nó nấp đâu vậy? Chào đây, chào đây. Trời ơi, chào đây.